Hello, xin chào tất cả các bạn đã trở lại kênh YouTube của mình. Hôm nay mình xin giới thiệu là mình chuẩn bị làm một thử thách đi ăn mì trộn. Mì trộn này ở chỗ mình là mới mở. Tầm này là chắc mấy giờ? Tầm này là 4:21 rồi nha. 4:21. Suốt từ chiều ngủ từ trưa bây giờ đến bây giờ dậy đi, anh em làm clip cho anh em xem. Anh em đợi mình xíu nha. Rồi nha, mình với anh Hải ra ngoài đường rồi. Mình với anh Hải nó đang chuẩn đi, mình đi rút tiền để cho con lợn này nó ăn. Đấy, đang xem anh em đá bóng. Đang xem đá bóng. Đây, nào có người rút nên là phải đợi. Trông gáo hư hết cả. Ông. Em vừa cắt ạ. Anh em ạ, à, anh em mình vừa mua về xong rồi, đợi lâu quá. Đây mình lại ngồi chỗ cũ nhá. Ui rồi. Hai hộp. Hai hộp. Mình lại ăn chơi. Đây có, ở đây có gia vị, muối, mì tôm à. Đây là ớt này. Đây là đũa. Đũa. Đây. Anh em mình ngon nhá. Trong có lửa quả trứng nhá. Đây hạt đây lên gì đấy, hạt tiêu à? Tiêu. Tiêu. Rồi. Ông gọi kệ ông xem món nhà không đấy, không vào trong mặn nó được mà ăn đi. Ông bày 20.000 anh em nha, vừa vừa thôi để tao. Rồi. Trộn xong trộn lên. Đũa gì này. Ôi. Đúng một lần thế thôi. Ôi. Đũa ơi này tiếp. Đũa ăn một lần thế thôi. Mì trứng xúc xích. Còn rau gì đây mình không biết. Ở đây dưa chuột chứ. Dưa chuột đúng không? Chuột. Ừ, thôi trộn lên, trộn đều lên lên. Ghê rau cải. Ở đâu? Cái chuột. Đứng mướp hay sao ạ? Có là lá mà. Đây rau cải. Ừ, nó quấn vào. Ui, đừng nắm lá quả trứng. Rồi ăn đi, ăn từ quả trứng. Ăn từ quả trứng rất là mà. Ăn cả hạt tiêu vào nhá. Mặn à? Bảo ơi, cho muối làm gì? Anh ăn cho mì đấy anh em nhé. Ăn cho mì nhé. Mì ngon lắm. Ngon lắm anh em ạ. Anh em mình quay trên trên quả lốc nhà. Sầu quá rồi. Ngon lắm. Cho ăn. Ui ờ, đặc. Đặc hả? Đây, anh em xem giá nhá. Mì trộn 23.000. Mang về. Này, cho anh Hải ăn lốt. Cái này cũng thế à? Hai cái giống nhau à? Ừ. Giống như quả trứng biết không? Nhiều phết nhỉ. Đấy. Mùi từ trưa rồi là được ăn này. Đóng video cho anh em xem. Anh em nào có ý tưởng thì hãy bình luận ở dưới nhá. Ừ. Để anh em mình làm nhá. Bây giờ dưới phát bình này xuống nhặt không? Thôi, bỏ. Sống phết đấy. 5 mét. Nghèo lên cái thôi. Đờ. Bụi luôn. Mình định trèo sang đây nhưng mà ghê quá. Ngồi đây đâu rồi. Ăn nắm vào ngu.
mặn quá. Thì ông còn định đổ hết con muối ấy. Ngửa ngửa mình ra xem. Nãy anh em biết vì sao mình hay cười không? Là mình vui tính, có phải mình ngáo. Anh em cứ bảo mình ngáo. Mình vui tính như này, anh em cứ bảo mình ngáo. Nếu anh em xem vào cái clip này á, thế từ bảo mình ngáo nữa nha. Mình vui tính mà mình hay cười. Mình bảo ngáo nhá. Ăn đấy, chỉ ăn đớp thôi, ăn ngủ thôi. Đây không biết cái gì nữa đây. À, cái gì vậy? Bọc. Mày ăn phát hết, ngủ phát hết rồi mà. Nó còn chẳng nuốt được. Nuốt được. Nó phát to đùng hết luôn rồi mà. Khó nuốt lắm. Tôi cho muối vào mặn quá. Ui giời. Ăn mãi chưa hết. Vẫn còn nhiều xúc xích quá. Ai bên nhà thằng kia. Đây bắt tiếp này. Đây. Bữa nay ông mình chửi. Bảo ông mình ăn cơm. Thật ra là mình ăn mì. Ồ thế. Vậy anh hãy làm phát hết cái vừa đâu hết vào mồm luôn. Dốc hết mồm luôn. Ngửa lên. Úi dồi. Dở. Ngửa cổ mặt lên, ngửa cổ mặt lên. Khổ. Ăn máy không? Sao giấu sức nhỉ? Vâng, đáng đồng tiền, đáng đồng tiền không? Đáng đồng tiền. Ăn món này đáng đồng tiền. Đáng đồng tiền bao gạo. Rồi. Vẫn chưa hết. Ăn hết đi để còn nói anh em nghe xem ngon không. Ngon như ngon mày ăn hết rồi hết. Hết. 10 phút hết bát mì. Sợ. Mặn à? Ừ. À, anh cảm thấy như nào? Cảm thấy là một vị là nó làm được. Chứ ra đồng tiền. Đấy. Ôi chào anh em nhá. Anh em nếu có clip hay bình luận dưới cả ấn chuông bên cạnh nhá. Bye bye anh em nhá. Hẹn gặp.